Xin chào các bạn, như các bạn đã biết thì buổi tối hôm qua mình và người lạ đã ngồi nói về sự kiện ra mắt iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng như là iPhone X, cũng như là bọn mình đã nói xem là cái giá của những sản phẩm này ở thị trường Mỹ như vậy nó hợp lý không. Thực sự là ở thị trường Mỹ như vậy thế là giá là khá là hợp lý đúng không? Tuy nhiên em là hôm qua em cũng nói là nếu mà cái giá đó về Việt Nam thì iPhone 8 và 8 Plus cũng hợp lý. Mình nói là nếu mà cái giá đó thậm chí cộng 2 triệu cũng là hợp lý. Đúng rồi. Nhưng hôm nay đây nó lại rất là sốc ở cái chỗ là nhưng hôm nay một nhà bán lẻ hàng chính hãng ở Việt Nam đã coi như là công bố giá dự kiến, nhưng mà nó gần như sẽ sát nhất về giá thực tế mà họ sẽ bán ra rồi cho 3 sản phẩm iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng như là iPhone 10. Đó, xin lỗi vừa nãy mình nói là iPhone X. Đây. Thì đầu tiên là về iPhone 8, nó sẽ có giá cho hai phiên bản là thôi bây giờ mình cứ đọc đi bởi vì giá nó chênh lệch nhau 5 triệu. Đấy, cứ cộng đúng 5 triệu vào đúng không nhỉ? Hay đúng rồi. Cứ cộng đúng 5 triệu vào được. Bây giờ mình sẽ đọc phiên bản 64GB nhá. Còn phiên bản 256GB thì các bạn tự động cộng 5 triệu vào. Đầu tiên ấy là iPhone 8 phiên bản 64GB sẽ có giá là 20.990.000, đọc tròn 21 triệu. iPhone 8 Plus 64GB sẽ có giá là 23.990.000, đọc tròn là 24 triệu. Còn iPhone 10 sẽ có giá là 29.990.000, đọc tròn là 30 triệu. Và bảng cao nhất là 35 triệu. Đó. Đó là giá. Đấy, giá luôn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi cùng bàn luận về giá để xem là cái giá này nó hợp lý hay không. Khoan từ từ. Em nói trước đó là cái hơi sốc à? Không, cái em bất bình nhất đó là tại sao 64GB lên 256GB mà nó chênh nhau lên tới 5.800.000 cho con iPhone 8. 864GB là 21 triệu, còn 8256GB là 25.8. Và như vậy là chênh lệch mức giá giữa hai phiên bản bộ nhớ này nó lên tới gần 5 triệu thì quả thật là rất là giật mình. Nhưng ngày trước là nó chênh nhau đến tầm 1 triệu thôi đã thấy nó thế nào ấy, tại vì chúng ta dùng Android nhiều, chúng ta biết là thẻ nhớ rất rẻ. Tuy nhiên thì cái bộ như trong này nó khác biệt hoàn toàn. Và đến cái độ mà chênh nhau tận gần 5 triệu thì coi như là cái sự lựa chọn phiên bản bộ nhớ cao hơn nó sẽ bị hạn chế đi nhiều. Hạn chế đi rất rất nhiều luôn, phải nói thật là rất rất nhiều chứ không phải nhiều bình thường đâu. Và với đại đa số người dùng thì đầu tiên là mình nghĩ là họ sẽ chọn luôn cái phiên bản 64GB và không có một cái chút nào nghĩ đến phiên bản 256GB, trừ khi là họ có một số tiền quá lớn và họ là người có thu nhập cao. Đó. Tiếp theo nữa là bây giờ chúng ta sẽ nói về mức giá của iPhone 8 phiên bản 64GB đi. Các thiết bị Android flagship ở trong cái tầm giá này chắc chắn cũng đều có 64GB hết rồi. Đấy, với giá của iPhone 8 bây giờ nó sẽ ngang với cả Galaxy S8 Plus. Đối với cả iPhone 8 Plus thì nó sẽ có giá ngang với cả cao hơn Note 8 1 triệu. Còn iPhone 10 thì sẽ một mình một ngựa, cao quá, khủng khiếp quá. Cao khoảng 7-8 triệu rồi đấy. Ôi dồi ôi. 7 triệu. Cao khoảng 7 triệu. Vậy thì người lạ, thời gian đầu người lạ có mua iPhone 8 hay không? Các bạn có thể tưởng tượng được không là bây giờ muốn mua iPhone mới, một con iPhone mới giá nó đã đầu 2 rồi. Và như vậy là 21 triệu coi như là con 8 rẻ nhất này đã tính giá nghìn đô được gì nữa. Quá là khủng khiếp luôn. Với một con iPhone giá nghìn đô mình không có ý định mua tại Việt Nam. Nếu mà ví dụ có tiền thì 1.000 đô mình thà một lần sang du lịch sang Mỹ, xách một con về. 1.000 đô đấy, vừa đảm bảo được là mình biết rõ nguồn gốc của nó đâu, mà 1.000 đô đó mua được con iPhone 10 luôn. Chứ mua ở Việt Nam thì khủng khiếp quá. Chúng ta nếu mà mua nước ngoài chọn cái mã nào đó được bảo hành toàn cầu có phải là lãi nhiều không? Tại sao Việt Nam họ lại đánh thuế nhiều đến cái độ như vậy? Để cho cái gì cũng thiệt về phần người dân thôi, về người tiêu dùng thôi. Trước thì người lạ có nói rằng là nếu mà bây giờ mà thường khi mà mình so sánh những thiết bị Android với iOS, mình thường có xu hướng là nghiêng về những cái thiết bị iOS, ví dụ như anh chẳng hạn. Nhưng lúc đó thì em nói là nếu bây giờ mà iPhone 7 mà lại so sánh với cả Galaxy S8 thì chắc chắn là em sẽ chọn Galaxy S8 đúng không? Bây giờ iPhone 8 đã chỉ hơn iPhone 7 có không quá nhiều. Thì liệu bây giờ chúng ta sẽ so sánh nhé, iPhone 8 với cả Galaxy S8, em sẽ chọn con nào? 8 với S8 thì sẽ chọn S8. Nhưng mà 8 Plus với S8 thì em lại chọn 8 Plus. Tại vì bây giờ chán với màn hình bé rồi. Đơn giản thế là lý do. Thế 8 Plus là với cả con kia là S8 Plus. Đấy, 8 Plus vẫn vậy thì vẫn chọn 8 Plus. Vẫn chọn 8 Plus chứ không phải là S8 Plus. Tại vì nhưng mà giá nó hơn 1 triệu đấy. Giữa con S8 với S8 Plus thì em cho thích S8 hơn, tại vì nó vừa tay hơn. Còn con có nghĩa là em đánh giá cao S8 hơn, hiểu không? Cho nên là bây giờ nếu mà so sánh S8 với lại con 8 Plus thì đã chọn 8 Plus rồi, chứ đừng nói là S8 Plus. Vậy là bây giờ còn iPhone 10 thì chắc là đối trọng của nó lớn nhất sẽ là Galaxy Note 8 rồi. Chỉ có mỗi Note 8 là đối trọng được. Và mình sẽ chọn Note 8 là bởi vì giá.
Thế thôi. Chứ còn nếu mà giả sử như riêng hai con này mà bằng tiền giá nhau thì mình lại nghiêng về iPhone 10 hơn. Thế nếu bằng tiền nhau thì mình lại chọn con nào? Bây giờ cứ tính ra là giá chính hãng của nó đã hơn lên tới 7 triệu. Hơn 7 triệu. Hơn 7 triệu đúng rồi. 7 triệu đúng rồi, nhưng mà cái khoảng này 90.000 là 7 triệu tròn. Hơn 7 triệu như thế thôi, ngay vào luôn Note 8, 7 triệu là một số tiền lớn đối với mình. Thì không có lý gì là bỏ ra 7 triệu để mà mua con iPhone 10 64GB bản chính hãng này được. Thế nếu mà bằng tiền thì sao? Bằng tiền thì đúng như câu trả lời hôm qua đó là nếu mà bằng tiền thì sẽ trải nghiệm của hai con. Thì để xem là sau khoảng thời gian trải nghiệm đó con nào nó đáp ứng tốt hơn cho mình thì chọn con đấy. Okay. Chứ không có lý gì là ví dụ như một người rất thích iOS rồi ấy, thì gần như họ sẽ chọn iPhone. Tại vì họ chỉ tin tưởng dùng hệ điều hành iOS thôi. Nhưng mà em hoàn toàn dùng được cả hai hệ điều hành và hệ điều hành nào cũng thấy thoải mái cả. Cái này thì sẽ với mức giá này thì anh nghĩ là sẽ chúng ta phải chờ đợi hàng sách tay cũng như là những iFan hoặc những người thích sở hữu cho mình một chiếc điện thoại iPhone đời mới thì sẽ tương đối buồn. Em nghĩ là với mức giá kinh khủng như này thì hàng sách tay sẽ có cơ hội bán được nhiều hơn những sản phẩm trước đó. Ok, còn các bạn cảm thấy sao về giá của bộ 3 iPhone 8, iPhone 8 Plus cũng như là iPhone 10? Và nếu mà so sánh sang với bộ 3 quyền lực của Samsung đó là Galaxy S8, S8 Plus cũng như là Galaxy Note 8 thì các bạn sẽ lựa chọn bộ 3 nào? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn bây giờ thì mình và người lạ xin chào, hẹn gặp lại.